Xin chào tất cả mọi người á. Đây là Phú Tân á. Phú Tân ghép được 2 năm. Năm nay năm thứ 3 nè. Nó liền đầu hết rồi. Khi cây nuôi người ta liền đầu thì rất là lẹ lớn á. Chiều cao thì nó khoảng là cỡ 5 tấc. Cái này mới bấm lại á. Bấm lại cho nó tròn tàn lại. Cái này thì anh em hỏi có hàng già mùa hơn á, thì Phú Tân nói chung là nuôi cỡ này á, cỡ này là người ta bán hết rồi, đi chợ được là bán ha. Hàng già hơn thì có Thủ Đức thôi. Đây, cái này 200.000 cây, cái gốc cỡ ngón tay trỏ mà thôi, 200.000 cây. Anh em mua 4 cây thì bao vận chuyển á. Nói chung Phú Tân này trồng hoài nó còn hoài, nó dễ nở á. Dần xương nó ra nó đặc nụ dữ lắm. Chung sau này có giống này giống kia ra đó, nhà Phú Tân người ta vẫn chơi. Ta có điều kiện ta trồng xuống đất rồi. Sau này được cái cây mà nó giống gần như là cây cây mai ghép mà lớn á, giống như kiểu gần giống như nguyên thủy thôi. Đó. Bông đẹp. Đó. Lâu này còn ở 200 cây. Phú Tân. Anh em có lấy giống thì lấy, trồng lâu dài trồng á. Chung trồng xuống đất nó còn hoài cây. Lô này còn 200 cây á. Ghép 2 năm, năm nay năm thứ 3. Phú Tân. 200.000 cây. Anh em mua 1 cây, 2 cây thì ship thêm 50.000 nữa. Còn 4 cây thì bao ship á. Ăn chung cây này rễ nó ăn bó chậu hết rồi á, rất là khỏe rễ nè, hết cái chậu luôn nè, cầm hết luôn á, ăn ra chậu luôn nè, rất là khỏe. Phú Tân 200.000 cây, còn 200 cây. Đây là hàng mai giống á. Giống mà chúng ta trồng nói chung là giống như kiểu cây nè, trồng mấy chục năm á. 5-70 năm mới được cây bự như thế này. Đó. Vậy chúng ta có kiếm cây bự chúng ta ghép vô á. Cây bự thì bông thì không có đẹp á. Ta ghép vô thì được cái bông đẹp. Còn ta trồng từ nhỏ. Đó, từ nhỏ chúng ta trồng lên. Mấy chục năm sau. 5-70 năm nè. Phú Tân. Đây, này mình soạn ra được mấy cây á. 4 cây Phú Tân nè. Có mã số cho anh em dễ lựa chọn á. 4 cây Phú Tân giá 800.000 bao ship, chiều cao khoảng 5 tấc, cái gốc này cỡ ngón tay thôi. Phú Tân à. Đây, mã số 1 á. 4 cây Phú Tân. Số 1 á, 4 cây Phú Tân 800.000 bao ship á. Tiếp theo đây là có 7 cây Thủ Đức ghép 7 năm. Thủ Đức già. Giá là 800.000 một cây, bao ship rồi á. Thủ Đức nè. Rất là già cây á. Với lại 2 cây siêu bông, Thủ Đức này cao khoảng 1 mét á. Nằm chậu 3 tấc rưỡi. Số 9, số 10 là 2 cây siêu bông á. Siêu bông
Sài Gòn vậy đây. Đó, nói chung là ghép giả muốn liền đậu hết trơn rồi. Siêu bông này giá là 1,8 triệu cây á. Già cây rồi. Rồi, quay chi tiết ha. Anh em có tham khảo. Phú Tân, Thủ Đức và siêu bông á. À, cây số 2 á, cây Thủ Đức. Cao 1 mét á. Gốc là 16, cao 110, ngang 50 á. Củ đen đặc biệt ở dưới thì to hơn nè. 800 ngàn cây bao xếp, cao 1m1. Rất là già, cốt. Số 2, Thủ Đức già. 1m1. À, cây số 3, Thủ Đức. 19, cao 1m1, ngang 50. Củ đế. À, cây số 3, nhỏ Thủ Đức. Ghép 7 năm. Số 3. Rồi, số 4. Củ là 25, cao 1m, ngang 50. Cũ à, nở ra như hồ lô ấy. Tự nhiên ấy. À, tiếp là cái số 5 á, Thủ Đức số 5. Cũ 23, cao 1m, ngang 50 ấy. Số 5. Rồi, tiếp đến là số 6. Cũ là 20, cao 1m, ngang 50. Cũ. Đây là mai ghép, ghép từ nhỏ rồi. 7 năm. Rồi, cái tiếp là số 7. Cũ là 19, cao 1m, ngang 50. 19. Thân lắc lượng. Số 7. À, cái tiếp là số 8. Này cao 90. Củ nở. Cao 90, củ 23, ngang 50. Số 8. 800 ngàn bao xếp. Rồi, tiếp đó là cây số 9 á. Cây siêu bông ghép khoảng 5, gốc 14, cao 70, ngang 50. Siêu bông. Triệu 8 bao ship. Cái số 9 siêu bông gần liền cốt à. Ghép nhiều bo. Siêu bông này là lấy giống từ vườn của chú Sáu Mai Bình Dương á. Lá phè phè không à. Nuôi sung á, lá bự bự không à. Bằng tay bằng tay à. Phè phè lá bự á. Số 9. À, tiếp theo là cây số 10 á. Siêu bông. Gốc là 15,
cao 65, ngang 60, cũ là 28, có cũ à. Cây số 10 giá 1,8 triệu bao xếp. Siêu bông. Ghép mấy con 5 thôi. Chột cấp bự bự hết rồi. Cây số 10 giảm siêu bông. Rồi, ngoài ra còn có hàng cây giống á. Siêu bông nha, cây giống nhỏ 80.000 á. Cao khoảng 3 tấc hơn. Nên thì có lấy bo lấy á. Còn này người ta mua, người ta chơi làm giống luôn á. Cây thủ đức nè, nó bự gấp mấy lần cây siêu bông á, ghép già nữa. 800.000 thôi. Rồi. Thu Tân 4 cây 800.000. Rồi, cảm ơn em đã quan tâm và theo dõi. Kết video thì mà anh em xem những mặt hoa của giống mai nè, ta có ta tham khảo những cái giống chơi bền. À, xin chào buổi sáng tất cả mọi người á. Đây là cây mai Phú Tân nở hoa ha. Đây là ngày thứ năm mà, thứ năm rộ liên tục ha. Bữa nay là 25 tháng 3. Quá sức cây này ha. Chùm nè, rất là thơm á. Buổi sáng à. Đủ lực ha. Đấy. Đều hết trơn á. Đây, kiểu tàn thông nè. Kiểu như cây thông á, à. Tàn nó tròn. Tròn vo đều á. Nó bự như cái mặt bàn vậy á. Cánh nó rất là đẹp á. Cánh nó không có bị bẹt, không có bị dũm, không có bị nhăn nhúng đâu ha. Cánh rất là thẳng nha. À, nhìn từ xa nè. À. Cái chùm ở trên ngọn á, giống như cái chổi lòng gà vậy. Trên ta nhìn xuống nha. Chỗ này nè ha, nhìn xa giống như cái bông nó vừa mới nở á, nó rõ ràng á, nó có chấm điểm á. Quá đẹp á. Đây là cây ghép được 5 năm á. Giờ chúng ta ghép thì 5 năm sau chúng ta có cây chúng ta chơi á. Hoa nè. Đây là ghép là gốc mai vàng. Gốc này thì nó cỡ chừng 20 thôi ha. Ghép gốc mai vàng là nuôi lên á. Ghép này nè. Nuôi lên. Chúng ta có cây tứ quý á. Tứ quý thì ghép một tứ quý thì màu nó còn đẹp hơn nữa ha. Quá đã. Chùm luôn. Mai giảo thì nhìn nở cái hoa ra, nhìn nó hoa rất là sạch á, nó sạch sẽ, không có bị thâm dập á. À, đây là cây Phú Tân trổ bông á, rất là thơm. Phú Tân ép gốc tứ quý nè, hoa tròn xòe luôn. Đủ lực nè, bấm chặt nở rất là nhiều cánh, hoa to Phú Tân. Bông hoa nhìn vừa hoàn.
tầng. Đây là cây mai giáo Thủ Đức gốc nhớt, cái này ghép khoảng 5 năm. Chừng xanh hết rồi. Thủ Đức trồng được bộ ươm, có đậu đất vô trồng. Cái Thủ Đức ấy. Ông bự bự không. Đức trở bông á. Đây chúng ta xem vườn mai Thanh Phạm á, những gốc mai siêu bông đã chạy xe quay đâu có rõ đâu, giờ quay chi tiết lại. Con rất là đẹp, màu đậm. Nhìn tổng quan đẹp, chi tiết nhìn không có đẹp.
tổng quan thì thấy nó đẹp á, mà chi tiết không có sạch sẽ bằng giá Thủ Đức. Tổng quan thì nó đẹp, chi tiết không có sắc sảo. Thanh Phạm nhìn tổng quan á, nhìn từ xa thì nó đẹp, không đẹp bằng Thủ Đức. Được cái nó nở đều được rồi. Có bông là chơi được, có bông là nhìn góc là siêu khủng luôn à, quá trời bự cái góc. Siêu khủng luôn. Hả? Ừ. Cái này ít sạch bông. Cái này 800 triệu á. Không bông ít sạch à? Ừ, ít. Mày bông ra đỡ. Em chỉ biết là cái phôi, cái góc á. Bông cái này nó bông phê, phê thì nó rẻ hơn, nhưng là cái giá trị của cái gì nó cao thôi. Cây mai siêu bông, gốc tứ quý. Đây, siêu bông gốc tứ quý nha. Rất là đẹp á. Hoa rất đẹp á. Cái gì chung rồi xây lại cái ơi đúng rồi sao.